Lời đầu tiên xin cảm ơn thầy đã dành thời gian cho FPC ạ. Vâng thưa thầy, thì trong ngày đầu năm mới hôm nay, chúng tôi muốn tham khảo ý kiến thầy về việc trong năm qua thì ngành giáo dục của chúng ta đã đạt được những cái thành tựu cũng như là những cái thách thức rất là to lớn do những cái ảnh hưởng tác động từ bên ngoài. Như vậy thì trong năm mới 2021 để nâng chất giáo dục thì chúng ta nên có những cái hành động, những cái triển khai như thế nào? Cùng với sự phát triển của xã hội thì cái nền giáo dục nói chung trên thế giới cũng như của Việt Nam cũng như cụ thể ở Thành phố Hồ Chí Minh thì đều trong cái đã phát triển theo cái hướng rất là tích cực. Thì trong năm học vừa rồi thì tất nhiên nó cũng còn những cái hạn chế. Ví dụ chúng ta có nghe như là do điều kiện dịch bệnh rồi học sinh sinh viên phải nghỉ giữa chừng rồi học online thì cũng là một cái dấu hiệu tích cực, nhưng mà nó cũng là một cái hạn chế bởi vì nó cũng còn mới mẻ rồi cũng còn phải rất là nhiều cái khâu cần thiết để chuẩn bị. Nhưng mà mặc dù có những cái hạn chế nhất định như vậy do những yếu tố khách quan, nhưng mà cái nền giáo dục chúng ta nó vẫn tiếp tục đảm bảo cái chương trình đào tạo, bảo đảm cái những cái giờ dạy, giờ lên lớp để đảm bảo cái kế hoạch học tập của một năm. Thì đó tôi nghĩ cũng là một cái thành tích rất là đáng ghi nhận. Thì năm tới thì cố gắng nhanh chóng giảm bớt những cái hạn chế mà chưa đạt được để có thể có một cái năm học của một cái thời kỳ mới nó phát triển hơn, được đáp ứng được cái yêu cầu và đòi hỏi của xã hội. Những giải thưởng luôn là những cái dấu hiệu của cái sự tích cực, của sự tiến bộ, nên những cái giải thưởng mà có ở trong ngành giáo dục thì đó là cái dấu hiệu rất là đáng khen ngợi, và đây là cái thành tựu chắc chắn là không phải chỉ của những cá nhân đó mà là thành tựu của tập thể rồi của toàn ngành giáo dục trong cái sự nghiệp đào tạo này, bởi vì cái sự nghiệp giáo dục là một sự nghiệp chung của tất cả, chứ còn một người hay một cá nhân thì khó mà đã có thể tạo lên được như vậy. Cho nên những cái giải thưởng hay những cái phần thưởng giá trị thì nó nói lên cái đóng góp, công lao, cái sự cố gắng của toàn ngành giáo dục. Và tôi nghĩ là ngành giáo dục tiếp tục phát huy những cái ưu điểm này, những cái thắng lợi này để có những cái thành tích và thắng lợi tiếp theo ngày càng to lớn hơn nữa. Thưa thầy, thì để đạt được những cái mục tiêu, những cái mong muốn trong năm mới 2021 thì bản thân các thầy cô giáo, những người không trồng cây vào đất thì nên có những cái thay đổi về tư duy sáng tạo như thế nào? Đây là một cái nhiệm vụ nhưng mà cũng là một trách nhiệm của tất cả các thầy cô giáo. Nghề dạy học thì đã bao đời nay người ta nói đó là một cái nghề sáng tạo, mà sáng tạo là một cái việc làm luôn luôn phải đổi mới, phải thay đổi, phải đưa những yếu tố tích cực, phải đưa những cái điều mới, phải ứng dụng công nghệ, phải ứng dụng khoa học vào. Cho nên là tôi nghĩ trong năm mới này thì các thầy cô chúng ta, mỗi người với cái trách nhiệm rất là cao quý thì càng phải cố gắng nhiều hơn để có thể đạt được những cái thành tích gì thành công hơn nữa. Mục tiêu thì một khi đã đặt ra thì chắc chắn là phải đạt được. Thì các mục tiêu của các năm thì nó đều càng ngày nó càng to lớn và càng quan trọng hơn. Thì đó là tôi nghĩ ở một cái cụ thể ở cái trường đại học của chúng tôi thì đó là làm sao càng phải đáp ứng được những cái yêu cầu, những cái đòi hỏi của xã hội trong cái việc đào tạo của mình. Làm sao cái việc đào tạo nó phải gắn với thực tế, đáp ứng được với cái yêu cầu đào xã hội, giúp cho những cái người học sau này ra thì có thể nhanh chóng thích ứng với môi trường xã hội, thích ứng với những cái biến đổi xã hội để có thể đóng góp được cái sự hiểu biết cũng như trí tuệ của mình cùng công sức cho cái sự xây dựng và phát triển đất nước. Giáo dục là một cái nghề đầy cái sự sáng tạo, cho nên là năm mới đến tôi nghĩ là tất cả các thầy cô chắc cũng phải luôn luôn có những cái sáng tạo mới. Điều đó đồng nghĩa là phải luôn luôn thay đổi những cái tư duy theo những cái hướng mà nó tân tiến hiện đại. Đặc biệt trong giảng dạy thì người ta rất là quan tâm đến cái phương pháp giảng dạy, làm sao để có những cái phương pháp giảng dạy nó hiện đại, thích hợp,
đáp ứng được cái yêu cầu đòi hỏi của xã hội để giúp cho những cái thế hệ tương lai, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên tiếp thu được tốt nhất những cái kiến thức cơ bản, những cái kiến thức chuyên ngành, những cái kiến thức mà ra để họ có thể thực hành nghề nghiệp, để có thể làm việc, để có thể công hiến. Cho nên là cái việc thay đổi tư duy rồi luôn luôn sáng tạo, tôi nghĩ đó là một cái nhiệm vụ thường xuyên và không thể thiếu được của mỗi thầy cô giáo trong cái lĩnh vực giáo dục này. Xin chúc cho tất cả các thầy cô, chúc cho ngành giáo dục của chúng ta càng ngày càng đạt những thành tựu to lớn. Vâng, xin cảm ơn thầy vì những thông tin rất bổ ích vừa rồi. Và nhân ngày hôm nay mùng 3 Tết thì thay mặt MBC cũng chúc thầy có một ngày thật là nhiều niềm vui và công tác thật nhiều thắng lợi ạ.